hỏi nói chuyện về giới tính nói sao? Dạ hồi đó em thì có công tác đoàn. Thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì đem những để kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình mặt nóng lên rồi bụp bơ không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp mà không bao giờ bụp. Tại vì mình xác định là mình nghĩ vậy thôi chứ mình không dám. Mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải... Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không? Nụ cười hai người giống nhau quá. Dạ. Dạ, tự giới thiệu gì mình đi. Mời cô dâu. Dạ, em tên là Tường Vy. Hiện tại là nhân viên bán hàng. Còn em? Tụi em là Long Đỉnh, cùng công tác tại cơ quan chung ba xã. Cùng cơ quan? Dạ. Chứ có cùng cái có bán hàng không hay là dạ, không. Ở cái cấp trên cao hơn? Cấp cao hơn chút. Dạ. Chắc là sếp này nhân viên đúng không? Dạ. Thấy không? Bởi vì mỗi lần mà cái gì là kêu nhân viên vô khiển trách đúng không? Dạ. Biết rồi, cua luôn đúng không? Dạ, tụi em quen từ hồi đi học. Nhưng mà quen nhau ở đâu? À, đây bây giờ dạ. Em mới kể. Rồi kể đi. Dạ, cũng rất là tình cờ. Trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em ở. Thì ảnh cũng ở cùng dãy trọ luôn. Thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi. Thì bạn em mới dắt em qua xem tivi. Thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của em là thấy ảnh cao, trắng, thấy thư sinh. Mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á, thì có cái chiếc xe Noble nữa. Ừ. Cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết kết rồi nha. Kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa. Ừ. Nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bạn, của ảnh chứ không phải là của ảnh. Đó là cái lần đầu tiên là em gặp ảnh. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ảnh có chuyển đi nơi khác. Từ đó rồi bao lâu mới gặp lại? Cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường. Hai đứa cũng sắp sáp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên vô tư không có nghĩ gì hết. Rất là thân nhau. Nghe nè, đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói là sao? Dạ hồi đó em thì có công tác đoàn. Thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì đem những để kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi quen sao rồi thích hôn hay không thích hôn gì đó, kể hết cho bạn. Bên này cũng có bồ, bên này cũng có bồ. Dạ. Trời ơi, rồi kể về nhau. Dạ. Kể xong rồi về bỏ bồ, hai đứa yêu nhau. Dạ. Lúc đó cũng gần, cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi. Rồi xong đến cái Giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc party cho nhân viên. Thì bữa đó thì em cũng có uống vài ly. Thì em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về. Thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên, em thấy mỗi mình ảnh nè trắng trẻo dễ thương nhất thôi. Thì em nói là ảnh dắt em về. Về phòng trọ của em á, thì có con bạn em ngồi trước phòng á. Thì lúc đó là em lại vô bạn em ngồi rồi ảnh đi về. Xong rồi em buồn miệng á, em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không? Cái bạn em mới nói là tao không tin đó, mày nhắn đi. Cái là em nhắn qua cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm phải không, qua đây cho hôn nè. Em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không? Làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa, thằng bạn thân vậy đó. Ừ, thì nói con này chắc nó nhớ bài like hay sao. Nhớ bài like là sao? À, nó nhớ tình cũ á. Dạ, uống xịn xịn cho nhớ tình cũ á. Thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban qua coi thứ chuyện gì, thì nếu có kiếm được chút cháu thì mình kiếm. Cái vụ kiếm chút cháo nhiều lắm em, nó nhan nhản. Dạ. Kiếm được luôn cơm với cháo. Sao? Cuối cùng sao? Có cháo có cơm không? Ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài, không có thấy đồng tĩnh gì hết. Em cũng mong kiếm chút cháo rồi về chứ khuya rồi. Lúc đó hồi 2 giờ sáng là khuya rồi, buồn ngủ rồi. Xong em mới nói, ủa sao nãy nhắn tin được khí thế đó sao giờ không thấy gì hết. Cái cô này chụp em hôn luôn. Trời ơi. Đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được, đã. Dạ. Nội sống đã. Dạ. Nói nghe nè cưng, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Một năm chị. Sau khi lấy về rồi có phát hiện là ở vợ em có điều gì nó thay đổi không? Dạ. Hẳn luôn là có cái tật xấu gì không? Tính vợ em thì rất là sạch sẽ, nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn, mà làm mệt thì cáu gắt, mình thì cũng đi làm gì cũng mệt, sinh ra là cáu gắt thì cãi lộn. Nhưng cái đó tỷ lệ thuận mà em, đâu có nghịch miếng nào đâu. Ừ. Giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp. Dạ. Dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi. Dạ. Mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi. Dạ. Nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xúm vô mà làm phụ nó đây. Dạ em không phụ chứ. Phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á. Dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm. Sao kỳ đây? Sao kỳ đây? Ở ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa? Hay thích dục những cái đồ mà để lâu. Ừ. Mà tính em thì dân ở Phú Yên thì tiết kiệm, cái gì dùng được thì ráng dùng. Ừ. Còn hư thì mình sửa mình dùng tiếp. Dạ. Mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ 7-8 tháng là
dục. Bởi vậy em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha. Em mà cũ quá luôn à, dục em luôn. Dạ. Đó có đâu em. Đúng không? Em không nói hoài à. Em nói mai mốt chắc xài anh chắc nên lâu xài, lâu thấy già già. Hẹn báo hành dục liền. Dục anh quá. Ừ, cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn mới cho anh thôi. Thí dụ như cái cặp sách của anh nó bị rách ở rượt cái quai còng á, thì đã có nhiếp một lần rồi thì anh nói là dùng được thì cứ để đi, nhưng mà em cứ chờ anh đi công tác me me cái liền quăng. Dục em về là đâu có nói được gì, là em tức. Em tức em không nói được, em cần ức chế nữa. Rồi làm gì? Giận bỏ nhà đi. Đi đâu? Bỏ nhà đi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Thì hồi trước thì em có bỏ ra công ty, còn giờ em thích thì em đi công tác. Chiều ra chiều kỳ bay. Có khi nào mặt nóng lên rồi bụp đó không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp nhưng mà không bao giờ bụp, tại vì mình xác định là mình nghĩ vậy thôi chứ mình không dám. Nhưng mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên. Dạ đúng rồi. Tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó. Hét cho hàng xóm người ta nghe luôn. À. Rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua ta nói chuyện, người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy. Mình lúc đó mình cũng rất là ngại. Là to dạ, cái đó em là cũng ưu điểm anh, chứ không phải khuyết điểm. Ủa, đâu. Cái đó ưu điểm rồi. Dạ. Tính vợ em là nó hay cãi bừa. Lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng không tranh luận được. Hả? Cãi thì, một hồi là bả thấy được là không? Bả cứ tôi dậy á, tôi dậy. Rồi cái thằng xấu lắm nè. Đồ bừa bãi, cứ về nhà là quăng dễ rồi vợ dọn. Có gia trưởng không? Ừ, cũng gia trưởng. Em ví dụ như cái gối đi. Cái gối đó nó bị dơ là em giục cái gối đó. Anh lại không thích, anh nói là cái gối nó còn xài được, mua cái vỏ mới về dùng. Ổng quyết định là phải làm theo ý ổng, em không tự quyết định được. Ừ. Dạ, ổng gia trưởng. Cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn giục như vậy. Dạ, cuối cùng là ổng đi là em vẫn giục. Vẫn giục xong ổng về ổng làm bài hải tiếp. 50-50 thôi à. Coi gia trưởng 50-50 thôi. Hay mà rồi, mỗi lần gây lộn gì xong làm sao mà quề được. Mỗi lần mà anh giận á, em toàn là người xuống nước thôi trước à. Khêu khêu á. Dạ, khêu khêu là nói chung em lại em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền. Bỏ qua hết, rồi quay qua khêu lại. Nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em. Tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khêu nhiều thì mình giao ban nhiều. Có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà làm về đêm đúng không? Dạ. Rồi, chúng ta nè. Em á, em muốn ở đỉnh á là một thay điều đổi thôi. Tính của anh là bớt nóng, đừng có hét to. Mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi. Chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nói, nghe ta nói người ta mình xấu hổ lắm. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Công việc em thì cũng nhiều áp lực, mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ. Mọi công việc thì em tự giải quyết. Cái tính vợ em thì suy nghĩ nó cạn và chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình. Thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ. Và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó. Dạ đúng. Thực ra mà nói em nói vợ em nông cạn, em đòi vợ em sâu sắc. Ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc, mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em. Dạ. Cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó, mà vợ em chỉ là người ngồi nghe những gì chồng trút ra là đủ rồi. Dạ. Nghe nhưng mà lâu lâu ban vô một câu em té ngửa luôn. Thì kệ, đi, coi như mình có cái chỗ để mình sẻ chia, để mình bớt cái áp lực đi. Dạ. Thì em đã có người mẹ là người có thể định hướng cho em, giải quyết cho em được. Dạ. Là em quá may mắn rồi. Dạ. Nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu. Dạ. À, xin chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu đời và luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chị. Em tên là Lê Phúc Cường, hiện nay là hướng dẫn viên du lịch. Chào còn em. Dạ, em tên là Võ Kim Khánh, hiện nay em là sinh viên năm tư. Ủa? Năm tư trường gì em? Dạ, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vẫn là còn sinh viên à? Dạ. Trời đất ơi. Hướng dẫn viên du lịch rất là đào hoa. Chắc có lẽ là vô tình đi ngang qua trường Khoa học Xã hội Nhân văn và gặp một cô bé xinh đẹp và thấy là ấn tượng cô này và cô này đúng không? Dạ không phải anh. Vậy thì cái cuộc gặp gỡ định mệnh này như thế nào? Dạ thì trong lớp đại học á thì em có một người bạn. Một hôm thì bạn em mới đem iPad vô lớp. Các em mới coi iPad thì trong trỏng cái hình của anh Cường, rất là bụi, để tóc dài và chụp hình với lại xe mô tô nữa. Các em thấy chà, người này nhìn cao to, bự con. Tại em là người bự con rồi, em 60-70 kg lận. Các em đi ngoài đường em hay so sánh, trời người này không hợp với mình. Tại người này chân nhỏ quá, người này không hợp với mình, tại ốm quá. Còn bây giờ em thấy người này, trời ơi sao mà vạm vỡ quá. Cái em thấy là vẻ bề ngoài là hợp với em rồi, em cũng để ý. Ủa trên iPad thôi mà em đã coi được như vậy hả? Dạ coi được hình thôi. Em rồi dễ khi mà gặp lắm. Ngoài đời thì em có thấy là hơn trong hình hay là thua trong hình? Dạ còn hơn trong hình nữa. Vậy thì em ấn tượng cái điểm gì không? Em nhìn người đàn ông em hay nhìn vòng ba.
như vậy là ấn tượng ổng là cái vòng ba của ổng. Còn em là gặp vợ em là xuất phát từ vòng mấy? Cũng không có ấn tượng về vòng của vợ em. Em ấn tượng nhất là lúc em đang ngồi ăn cái bữa tiệc ở gia đình, thì lúc đó em trai của em dẫn một nhóm bạn, thì có một người duy nhất thôi là cầm một cái món quà, đó là một cái trái bưởi. Anh tân gia đem trái bưởi tới tặng. Sao không tặng những trái khác mà tặng trái bưởi? Dạ em thấy trái bưởi cũng lịch sự. Không, nó có hình tượng trong đó mà nó bự hơn mấy trái khác. Tặng trái bưởi là có gì? Không, em không nghĩ gì đâu, tại em nghĩ trái bưởi nó cũng lịch sự hơn. Hay là thí dụ trái chôm chôm hay trái nhãn thì trái bưởi nó cũng lịch sự, rồi cầm nó vừa tay hơn. Rồi thì lúc đó là em là lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì ngoài đời em thấy nó như thế nào? Cái là cái cảm xúc của em khi mà gặp chồng em lần đầu tiên á. Em vừa gặp em ngồi thụp xuống, em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trong hình là nó đã vậy rồi, còn ở ngoài nó còn siêu nữa, nó siêu thật hơn nữa hả? Rồi sao em, chắc em là chủ động tấn công anh trước đúng không? Dạ em chịu không nổi. Dạ. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Tầm khoảng một tháng. Như vậy thì khi mà yêu nhau rồi mà quyết định đi đến hôn nhân là bên nào đòi cưới trước? Em được ký trước luôn mà có được trên tru không? Mà nghĩ sao lại đòi cưới trước vậy? Xong để ra trường đi cho ổn định xong rồi cưới. Chị là người lớn cũng có suy nghĩ giống ba mẹ em vậy. Nhưng mà giống như là lần đầu tiên yêu, em cảm thấy người này là một cái người mà phù hợp với em nhất luôn á. Đã yêu nhiều chưa mà nói nhất với nhì? Dạ chưa bao giờ yêu. Chưa bao giờ yêu bởi phù hợp duy nhất. Cảm động chưa? Duy nhất chứ không phải là nhất đâu nha. Cho anh hỏi là vợ em có bao giờ mà thổ lộ cái điều này với em như hôm nay không? Dạ có anh. Dạ, quá trình để đến với đám cưới của tụi em cũng gian nan lắm. Tụi em cũng thưa với ba mẹ hai bên, nhưng mà ba mẹ em không chịu, tại vì em còn nhỏ quá, lúc đó mới học năm 2 đại học thôi. Thì nhà em nói là bây giờ không cưới liền, mà phải làm một cái gọi là đám nói. Trong miền Nam mình còn gọi là đám bỏ trầu cao. Nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em, là nhà gái sẽ không gả cho em cho ai, rồi hai bên phải giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới. Nhưng mà cái đám dạm nó cũng chưa thỏa lòng em được. Rồi sau khi em nói vấn đề đó thì gia đình bên em, về phía gia đình em thế nào? Chắc chắn là không cho nữa rồi. Rồi sao mà vượt qua được? Kéo được thêm cái đám hỏi. Thế là đám dạm xong, đám hỏi. Dạ. Rồi chừng nào mới đám cưới? Vẫn quyết định là phải học xong mới đám cưới. À, nhưng mà bây giờ vẫn chưa học xong mà tại sao có đám cưới? Dạ tụi em mới ngồi với nhau. Nói bây giờ là để cưới thì phải làm cách nào? Đúng rồi, em nghĩ cách nào? Dạ, anh chị nghĩ cách nào? Nhiều cách lắm cơ. Chắc mỗi người một vẻ à. Thế em nghĩ mỗi người một kiểu à. Cách của tụi em là cách nào bật mí đi, xong rồi chị nói cách của chị. Chắc phải nhờ bác sĩ cho em. Để bác sĩ Cường nói chuyện. Em thì không có nghĩ tới cái cách cuối, mà hậu quả bây giờ là con em được 4 tháng. Mặc dù mới cưới được có khoảng được gần 1 năm thôi. Tức là ăn cơm trước kẻn đúng không? Nhưng mà bây giờ ai cũng vui, nhà ngoại nhà nội gì ai cũng vui. Nghĩa là phải cảm ơn em bé 4 tháng. Ngay lúc đó em có bị gặp phản ứng của bố mẹ em? Dạ chắc chắn là có rồi. Không hẳn là bố mẹ mà là cả họ, rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ. Em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy. Rồi lúc đó vượt qua làm sao? Tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền. Em nói với anh Cường, anh Cười khỏe quá. Em cảm thấy giống như là tụi em có một danh phận đến với nhau. Tụi em ở riêng hay là ở chung? Hiện tại hai vợ chồng em ở chung với ba mẹ em. Thực ra cái chiêu thức của tụi em á, trong cái hoàn cảnh của tụi em thì nó đạt được một cái kết quả là tụi em đã đến được với nhau đúng không? Nhưng mà có khi nào em nghĩ rằng như sau này mình có con mà nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình á, thì lúc đó cảm giác của tụi em sao ta? Em nghĩ sẽ cũng rất là buồn. Thật sự em cũng làm cho gia đình hai bên rất là buồn. Nhưng mà cái này thật sự mà nói thì nó chỉ là một cái, nói thẳng là tai nạn. Tai nạn chứ không phải tính trong chiêu thức phải không? Nhưng mà nó một trong những cái chiêu thức. Trời, nhưng mà là chiêu thức cuối, nhưng mà vô tình lại vừa rơi cái chiêu thức đó. Tại vì em biết sao không? Rất may cho em là em có một người chồng có công việc ổn định. Nhưng tí dụ mình đặt trường hợp lúc đó chồng không có việc làm, vợ cũng còn đang đi học, mà nhà lại không đủ điều kiện để lo cho tụi em, thì cái đứa con của em nó cực cỡ nào, đúng không? Đúng. Cho nên chị nghĩ đó không phải là một cách tốt nhất để mình đạt được cái hạnh phúc của mình. Nếu là chị sẽ làm kiểu khác, em hiểu không? Có nghĩa là bởi vì khi mà tụi em lớn rồi, tụi em qua 18 tuổi, tụi em có quyền quyết định cái cuộc đời của tụi em. Và lúc đó mình sẽ ngồi như hai người gọi là người lớn để mà thư chuyện một cách rất là đàng hoàng với ba mẹ các đôi bên. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con tới giờ phút này, con vô cùng cảm ơn ba mẹ. Nhưng bây giờ cuộc đời của con hãy để con quyết định. Con hứa với ba mẹ, cho dù cưới rồi thì con cũng sẽ học tập làm sao. Có nghĩa là nói làm sao để ông bà các cụ thấy là mình không thể nào chia cắt tụi nó được, đúng không? Thì lúc đó tụi em khỏe biết là bao nhiêu. Chị nghĩ là nên là cái cách thứ nhì, chứ để
sau này khi đứa con nó lớn lên rồi, mốt nó làm cái y chang như mình, nó chắc may mà bố mẹ không có vấn đề gì với gặp các cụ mà tim nè hay là tăng xong hay này kia là mệt mỏi. Đúng không? Rồi, thôi bây giờ quay về với chuyện hiện tại là dạ. Hai vợ chồng lấy nhau được một năm. Vậy thì khi mà về ở với nhau rồi thì có phát hiện ở bạn đời của mình là có cái gì thay đổi không? Nhiều lắm anh Thuận. Tính của vợ em rất là hay khóc, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Càng ngày đó thì cái tật này nó càng lớn. Thở chút xíu là khóc. Giận hơn cũng, dạ, khóc. Cũng khóc. Vui cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Đi kiểm tra tính lệ đi mình. Chị hỏi nãy giờ ở trên cái không khí như thế này là cái trạng thái em như thế nào? Lân lân. Lân lân là vừa vừa thôi đúng không? Dạ chắc xong thì mới khóc. Rồi em có phát hiện những cái gì bất ngờ ở chồng em không sau khi cưới? Chắc không quá. Chị nghĩ là có, là bởi dạ, vì có. Hai bạn này cách xa nhau nhiều năm quá. Ừ. Bạn này hơn bạn này tới gần chục tuổi, dạ. 9 tuổi đúng không? 9 tuổi. Bạn này đi làm lâu rồi, bạn này vẫn còn trong môi trường học sinh. Cái gì mà kể ra cái bật khóc luôn. Lúc mình yêu nhau á thì mình chỉ gặp nhau những lúc đi chơi thôi. Mà bây giờ mình sống với nhau á, rồi em cảm thấy giống như là chồng em nhiều lúc coi thường em là con nít luôn á. Không có chịu tâm sự với em. Tại vì nói là em không hiểu chuyện. Em tuổi thân như là giống như là vui chơi thì bạn ấy bạn lại đây chơi với mình nè. Nhưng mà lúc buồn thì lại không tâm sự với em. Trong khi mà tụi em nói chuyện với nhau là hai vợ chồng mình lúc già cũng có nhau, tại vì ba mẹ ngày mốt cũng đi về trời, con cái lớn lên thì lấy vợ lấy chồng hết, còn hai tụi mình ở với nhau thôi. Thì em nghĩ là em là người thân nhất của chồng em, mà tại sao chồng em lại không tâm sự với em những chuyện hàng ngày, chuyện công ty, chuyện cuộc sống? Đó là một rồi. Dạ. Còn điều gì nữa? Điều thứ hai là chồng em hay uống bia, một ngày uống 5-7 lon. Thí dụ đi làm 5 giờ rưỡi về tới nhà, ngồi ăn cơm, tắm rửa, rồi uống bia cho tới 9-10 giờ, lên giường chỉ ngủ thôi à. Không có để ý gì tới em hết á. Trời, cũng làm như trơn trời mà. 22 tuổi rồi đó mà, nó ngáy không, nó ngía vậy. Không phải, không có nói chuyện, không tâm sự gì hết. Lúc đó thì em cũng giận quá, em quay lưng lại luôn. Rồi cả đêm em nằm một kiểu vậy, cứng lưng luôn mà em cũng không có quay lại ổng nữa. Em cứ im lặng một thời gian, em cũng chịu không nổi luôn. Em mới ao ra một tràng vậy đó. Rồi anh Cường mới trả lời là tính của anh rất là đàn ông, anh không có muốn kể lể chuyện ở công ty cho vợ biết, để vợ buồn, để một mình anh giải quyết được rồi. Mà anh Cường thì em muốn thay đổi là anh phải tâm sự với em, tại vì anh cưới em về, em đâu có phải là một người là ở nhà đợi anh đi làm về xong rồi chăm con cho anh đâu. Không, em muốn hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhiều chuyện trong cuộc sống. Rồi bây giờ là Khánh vẫn đi học. Dạ. Rồi lúc ấy con ở nhà thì ai chăm? Bà nội chăm. Sống với ba mẹ chồng mọi chuyện thuận thảo hết hả em? Em lúc trước là em ở với gia đình em, thì em luôn luôn là bên ba bên mẹ. Còn bây giờ em qua nhà chồng ở, rồi em vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ của con trai em nữa. Cái em cảm thấy là em bị nhỏ bé lại. Sao em có một mình em à? Em cảm thấy tủi thân. Xong rồi ba mẹ chồng thì hay dạy, hay lớn tiếng, cái em khóc. Tuổi thân. Dạ tuổi thân, em cũng tuổi con khỉ. Dạ. Rồi mỗi lần như vậy thì em giải tỏa cái việc đó bằng hình thức nào? Em có một người bạn rất là thân, đó chính là mẹ em. Dạ em hay điện thoại để tâm sự với mẹ em. Cái chuyện mà em hay kêu ca nhất là chuyện chồng em nhậu. Ngày nào em cũng nói vậy hết. Cái bây giờ mẹ em hiểu lầm chồng em là người nhậu nhẹt bê tha. Cái mẹ em nói thôi ráng sống vì con đi con ơi. Và em còn nhỏ tuổi lắm, em nói là trời ơi tôi muốn gì đâu, tôi không muốn giống tư tưởng của các mẹ cô đâu, tôi muốn sống vì tình yêu nhiều hơn à. Không có phải là tuyệt vọng tới nỗi là ráng sống vì con cho qua ngày. Cô nói với chồng nghe chưa? Dạ nói rồi, chồng giận. Chồng có muốn vợ cứ thường xuyên mát mẹ của vợ? Em thì cũng có khuyên với vợ em là em nên lựa những cái gì đó đáng để mà em tâm sự. Chứ mà nói những cái có vẻ như nó rườm rà như vậy thì theo một cái chiều hướng nó tiêu cực. Chứ không có được tốt. Trong cái cuộc sống của tụi em á, chị thấy có nổi lên một vấn đề như thế này. Cái khoảng cách mà hai bạn chênh nhau tuổi nó tạo ra hai cái tính cách. Về phía em á, là em không muốn vợ em lo lắng. Đó là tư tưởng của người lớn. Nhưng em phải nghĩ được một điều rằng vợ em đã không ở gần bố mẹ vợ em nữa. Có nghĩa là em phải cho cô ấy cứng cáp và hiểu biết lên từng ngày một. Bằng cách nào vợ chồng em phải chia sẻ hết để cô ấy lớn lên từng ngày. Đó cũng là cái mong muốn của cổ mà. Còn về phía em, cái việc mà em mát mẹ là hoàn toàn sai. Chị khuyên em chỉ nên chia sẻ với mẹ em những cái điều vui vẻ thôi. Còn những cái điều mà em bức xúc về chồng, thậm chí là bố mẹ chồng, đừng bao giờ nên để bố mẹ mình nghe. Tại vì sao? Họ chỉ nghe ở những lúc em bực bội, em tâm sự. Thì đương nhiên khi em bực bội thì mọi thứ nó quá lên một chút. Thì như vậy tự dưng thành ra là bố mẹ có một cái khoảng cách với chồng mình. Mình lỗ chứ ai, bỏ cái đó đi, hiểu không? Yeah. Muốn san sẻ với chồng là phải bỏ cái đó. Thì chồng mới tin tưởng là chồng tâm sự với vợ được chứ. Dạ, đó em hiểu gì không? Dạ. Thì như vậy cuộc sống của em mới hoàn hảo được thôi. Nói chung là chúc hai vợ chồng em sau cuộc nói chuyện này về lúc nào cũng vui vẻ,
tươi trẻ và đặc biệt là mạnh mẽ. Cái này là phải gọi bằng con cháu rồi. Chưa, khoan khoan, chưa xưng tuổi, chưa nói tuổi. Bây ra giờ nhìn không là biết tuổi nhỏ rồi. À, tuổi nhỏ rồi, bây giờ này đố ông Mai, ông đoán, ủa ông quên rồi, ông gì quên rồi. Ông Mụ. Ông Mụ. Ủa, ông đoán tuổi hai đứa nhỏ này coi nè. Hai chắc khoảng chừng hai mấy. Khoảng chừng hai mấy luôn. Đúng không? Dạ không ạ. Không chơi đáng khoảng đâu. Khoảng. Thôi giới thiệu đi. Vậy thôi giờ con giới thiệu đi. Dạ con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi tính cả tuổi Mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Ừ. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi Đức Thành là 27 tuổi, công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Dạ. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú. Dạ, gần cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Vô bây giờ cái không gì nữa đây biết. Nè. Nè, nhìn nó đó. Nè, đó cái... Tùm. Rồi, mời. Respect. Đó, đúng rồi, đó, đó. Ừ. Mời. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Oh, ok, wow, quá hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Không, con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm, mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi để cho đêm nay hai ta nét gay. Yeah. 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 Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Hay quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt. Sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ 1, số 1 trong ngày quay đầu tiên. Đó, rồi bây giờ tới con nè. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Ở Việt Nam mình đoán hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đoán hai mấy bé nó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm dạ, gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Không biết hát luôn. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng. Bữa nay Mụ hay quá. Mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá là quay trở lại đó, quay trở không lại à, vợ chồng trước không mùa không trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái năng lượng hơn nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng xong rồi làm show ở trong Sài Gòn thì con lại không biết anh này, không biết nhóm anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo. Thì ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì cái hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện, tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Là cũng không để ý lắm tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook
cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook. Thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi, con nuôi ảnh. Vậy đó hả? Dạ. Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ dĩ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi. Chứ con làm gì? Ủa con, có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu loi choi quá chị. Con già dữ, con già trâu dữ. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn, xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn loi choi, nhìn kiểu nó hơi ké tính một chút xíu á. Xong rồi anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi, chú mà rap kỳ lắm á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn, con làm việc vào trong quận 10, con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con, cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy, thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi, mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu, người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim, xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện con nó cứ biết xảy là ổng là làm mai con cho cái người em không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua. Thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về. Mà nhờ em của anh chở về, là con kêu gì kỳ quá. Lẹ bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ. Là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có con có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ. Nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap, nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại, nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có mà làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là tiếp là gì? Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ kiểu con cứ lơ lơ đi, kiểu con nói sang vấn đề khác á, tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy đó, nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ cái đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, là đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày gọi là chính thức là hai đứa quen nhau đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức để là kiểu con yêu. Cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cột mốc nào hết nên mà con cái nghĩ bữa là cái đó đi Cần Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cả gì không? Có đi ôm ấp cá thứ chứ. Vậy rồi dính rồi. Vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày đó là đúng đi. Rồi. Cho khỉ ăn rồi cả cả tay chân rồi đúng không? Rồi. Rồi sau đó là yêu nhau bao lâu? Tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi nói chuyện như là coi như 8 cặp mà hết, coi như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. Tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ.
Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì con bảo thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả. Thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ, vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong, xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả đúng rồi, bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con thì bố vợ con khóc. Bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới đã. Không cho cưới, bố bực đúng không? Dạ. Bực, đúng không? Bực không cưới đã, không nói chuyện nữa. Rồi sao đấy mà? Thì bố con cũng bảo cưới thì thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng mình suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy, thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này nên là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc. Nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi có cưới con trong thì này về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là... Ủa, nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Ừ, vậy thôi cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam, tức là ở miền Tây á, thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn... Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2. Ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020, bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tăng. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi. Hơn 14 tuổi rồi. À. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì... cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết, cưới xong tiền cưới tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú là em của bố con, chú con làm đông y chữa. Thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Dạ. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố. Kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi. Thì từ lúc đấy là con cũng
Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? À, phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Ừ, con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn đó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc là con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư, hơn nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi, nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được, xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 2 tháng, 3 tháng. Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em, hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình là sao? Lúc đấy thường thường thì bệnh bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa, thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về, con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến, tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn, thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy, xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn, xong rồi về nhà ngủ, đến sáng hôm sau dậy sớm 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng, thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á. Xuất viện một cái là con vào luôn. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng, đúng không? Vô xong đâu, Sài Gòn. Đâu, đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu, thì con vào con làm cùng với anh ấy, thì anh ấy hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa vẫn thuê? Một con vẫn đang bình thuê. Thường chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nữa. Mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con, là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, tụi con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong hả? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được 1 tháng thì mẹ con lại đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời ơi. Dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà bận. Dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Thôi giờ sẵn. Làm hết thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Để cho cái không khí mình nó sâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con
Về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát, thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm con, kiếm tiền, coi như đã làm có nhiêu đó à. Liệu có nhiêu đó. Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần khui tật xấu. Đó. Thôi bây giờ này cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười, ví dụ lười cái. Con đi về con trưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để yên em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo yên luôn. Con của cũng con dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà con tính hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi cả... lười nè, còn gì nữa không con? À, mãi chơi game. Phải chơi game mà. Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai của game ấy thì kiểu cảm đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng nó quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì nữa không? Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông được không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like comment ai hay là nếu mà các bạn xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào sâu được. Thì cái hiệu quả của cái sâu đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy là cái ghen ấy. Cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Nè. Có nhõng nhẽo tốt không? Mà. À, tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu. Đáng yêu, cái đó đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Gây gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy chứ. Cái lúc mà bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì mà không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh ấy, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì.
Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày, rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Ừ. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng dạ. Nãy chồng có tự thú đó, tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Mà tối thì sao? Dạ, tối thì con cứ ngủ trước, rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà nộm, giống như là về sáp á. Sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á, là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi, đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nói nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á, nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ, đúng không? Rồi còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống, nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi với gấp ba người ta, thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con nó bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng, con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi, đúng không? Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con hiểu ý cô không? Phải cố gắng, chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được, đúng không? Đúng. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ con cố gắng đi, con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con, chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nức mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha.
cố gắng đi. Chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy. Chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được. Tại vì nó không thể nào không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok rồi, đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không? Con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà... Cưới với chồng đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong lại trải qua một cái cơn bệnh như vậy. Và bây giờ đang phục hồi và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Vậy con... đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp sức ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Sao? Sao hứa trên sóng truyền hình là không mấy đâu. Lời nói, bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chứ là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì anh thì con nhiều hơn. Đúng rồi, hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đi con. Đứng lên. Anh đứng lên. Con mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nói thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, để vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.